nhà. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Mẹ và Con 19 của mình. Thì hôm nay cuối tuần thì mình cũng xin gửi lời chúc đến các bạn, lời chúc sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Thì theo như một cái yêu cầu của một bạn đó là hỏi là chị ơi, chị có thể giới thiệu về cái tiền địa điểm được không? Thì hôm nay thì mình rảnh rỗi cho nên mình sẽ làm một cái clip ngắn để giới thiệu về cái tiền địa điểm. Hy vọng rằng em sẽ xem được cái clip này. Thì đây là những cái tờ tiền địa điểm và những cái đồng xu. Thì cái này đó, cái thứ nhất này đó là 1 đồng. Cái bên đó là cái này là 2 đồng đó các bạn. Còn bên đây là 5 đồng. Và cái cuối cùng là 10 đồng. Rồi cái đây là cái tờ giấy là 20 đồng. Thì nó có cái mệnh giá là khoảng 56.000 tiền Việt Nam cho một cái tờ này. Ở đây là 50 kron. Thì cái tiền bên Việt Nam, bên Thụy Điển đó, nó gọi là cái chữ kron này các bạn. Đây là cái tiền Việt Nam nè. Và cái ký hiệu của nó là chữ S, chữ E, chữ K, là cái tiền Thụy Điển đó. Và đây là 50 đồng. Thì nó là khoảng chừng 140.000 tiền Việt Nam. Và đây là cái tờ 100 đồng. 100 đồng thì nó 280.000 tiền Việt Nam đồng. Còn cái tờ 200 đồng thì khoảng 560.000 tiền Việt Nam. Và đây cái tờ này nữa, 500 đồng đó là nó là 1.4 tiền Việt Nam. Và những cái tiền này á, những cái tờ tiền này là nó thông dụng, hiện đang xài. Và còn một cái tờ tiền, tờ giấy 1.000 nữa, nhưng mà nó cũng đã làm ra cách đây khoảng vài năm, nhưng mà hiện tại bây giờ đó thì không có thấy nhiều nữa. Khi mà mình vô trong cái chỗ mà rút tiền đó các bạn, mình rút tiền ra thì ví dụ mình rút 1.000 thì lúc trước á mình rút ra thì nó đưa cho mình tờ 1.000 ở mấy cái máy tự động đó bạn. Nhưng mà bây giờ nếu mình rút 1.000 thì ví dụ nó đưa ra cho mình 2 tờ 500 hoặc là 5 tờ 200. Chứ bây giờ không có thấy cái tờ 1.000 nữa. Thì mình nghe nói là đó là hình như là khi nó vừa sản xuất ra thì nó có bị rất là nhiều tiền giả đó các bạn. Cho nên hình như là nó thâu lại từ từ và rất là ít thấy. Đã lâu rồi mình không có tờ thấy một tờ 1.000 nữa bạn. Đây là những cái tờ này đó là rất là thông dụng. Mà bên đây á, thì nói chung cũng ít xài tiền mặt lắm. Người ta xài đa số là xài cạc thôi. Đi mua đồ hay gì đó chỉ xài cạc. Hoặc là bây giờ có cái mà mình trả tiền bằng cái điện thoại đó bạn. Ví dụ mình mua rồi thì mình chỉ cần chuyển qua cái bằng điện thoại, nó rất là tiện dụng. Chỉ cần có internet là làm được. Và cái tiền mặt này rất ít xài. Ngày xưa đó thì mình có thể vô ngân hàng, mình đem tiền vô đó mình gửi, hoặc là mình vô đó mình rút thẳng tiền mặt ra. Nhưng mà bây giờ đó thì ngân hàng rất là hạn chế, bởi vì người ta sợ cướp, cho nên nó rất là hạn chế. Những cái hạn chế mà tiền ra vô như vậy. Bây giờ ví dụ nếu mà muốn lấy tiền thì bạn đi ra ngoài chỗ automat, chỗ tự động đó, máy tự động, bạn rút ra. Và nó cũng sẽ có một cái máy để bạn muốn bỏ tiền vào thì bạn cũng, nó có một cái máy bạn tự động tự bỏ tiền của mình vào cái tài khoản của mình luôn, chứ bạn không cần phải đi đến ngân hàng nữa. Còn về những khi nào mà làm về cái giao dịch mà lớn thì mình đặt giờ, thì mình đi lại ngay chỗ ngân hàng, mình phải đặt giờ nó thì mình mới làm giao dịch ở đó được. Chứ còn những thường thường thì là mình tự làm thôi, tiền rút ra và để vào tiền mặt đó. Có hai cái máy thì mình tự động mình làm thôi. Và đây là cái clip này mình làm để mình gửi đến các bạn mà đã yêu cầu mình. Hy vọng rằng em xem được và em biết được chút ít về cái tiền Thụy Điển này nha, khi em đã yêu cầu. Thì thôi thì mình quay như vậy đó.
muốn muốn tìm ra cái tiền tờ tiền tiền mới mới để quay lên cho đẹp, nhưng mà không khó bà ơi, rút ra được như đây. Còn những cái tiền mà nhỏ nhỏ như vậy đó, mình phải đi vô, mình đi vô mình đổi ở trong cái siêu thị đó, mình kêu nó là cho mình đổi ra, mình lấy ra mấy cái tiền nhỏ nhỏ này đi để mình mới quay phim được. Còn những cái tờ 500, 200, 100 thì mình đi lấy ở trong cái ngân hàng ra, đi lấy trong cái máy tự động mình rút ra. Và cái tờ, cái máy tự động đó thì 100 đồng á, là cái mệnh giá cuối cùng mình có thể rút ra. Ngày xưa nó có được 50, 20 nữa rút từ máy ra, nhưng mà bây giờ trong máy không có rút ra được nữa. Cho nên nếu mình, nó là cái giá cuối cùng mình rút từ, mình được rút từ trong máy ra là 100 đồng. Chứ 50, 20 mình không có rút được nữa. Thì mình cũng vừa giới thiệu cho các bạn xem những cái tờ tiền bên tiền biển, nó nhìn nó như thế nào. Và các bạn ơi, lúc mà mình giới thiệu cái tờ 50 đồng đó, mình có nói sai chút xíu. Tại vì cái tiền đó mà mình chuyển như cái tiền cơ đô này, cái đó là cái tiền biển mà mình mua, mình nói lộn là tiền Việt Nam. Mình nói sai như vậy đó, thì mong các bạn thông cảm nha. Chứ lỡ làm clip này rồi thì tự quay lại nữa cũng hơi bị làm biếng các bạn. quay rồi xong giờ phải quay là phải nói ra từ đầu nữa, cho nên các bạn thông cảm cho mình nha. Cái tờ 50 đồng đó mình phải nói hơi nói sai chút xíu thôi. Thì cái clip tới đây thôi, mình cũng không biết nói gì hơn. Thì chúc các bạn vui vẻ, và hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mẹ và con mình chính của mình nha. Các bạn qua nhà mình sẽ qua lại xong các bạn, mặc dù hơi trễ chút thôi nhưng mình cũng sẽ qua đầy đủ hết. Bye bye, hẹn các bạn ở vào cái video của chúng.